Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong bài số 1 hai góc gối đỉnh. Mình sẽ tiếp tục cái bài hai góc gối đỉnh ở cái mục gọi là tính chất của hai góc gối đỉnh. Thì mình đã định nghĩa hai góc gối đỉnh rồi nha các bạn. Tính chất của hai góc gối đỉnh. Thì các bạn nào mà muốn chưa hiểu rõ về hai góc gối đỉnh thì các bạn có thể vào mục miêu tả của mình để mà xem những cái đoạn clip phía trước liên quan về góc gối đỉnh các bạn. Rồi sau đó các bạn mới xem cái đoạn clip này nha. Mình sẽ có một cái danh sách những cái bài toán, có những cái kiến thức toán của lớp 7 cho các bạn nghe dễ hiểu nha. Rồi, để có hai góc gối đỉnh thì rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần kẻ hai cái đường thẳng. Kẻ hai đường thẳng. Được chưa? Kẻ hai đường thẳng. Rồi, đường thẳng này cho A1 đi. A2 đi. Cắt nhau tại một điểm, điểm O thì cái góc số 1 này với số 2, số 3, số 4. Vậy là hai đường thẳng cắt nhau sẽ tạo ra được 4 điểm, 4 góc. Và hai góc sẽ gối đỉnh gọi là có hai cặp góc gối đỉnh. Ví dụ số 1 với số 3 hai góc này được gọi là hai góc gối đỉnh. Góc số 2 với số 4 là hai góc gối đỉnh. Vậy số 1 với góc O1 như thế nào đối với O2? Thì vậy O1 với O3 hai góc này như thế nào thì rất đơn giản thôi. Ta có nè, che lại O1 cộng O2 bằng bao nhiêu ạ? Hai góc kề bù thì bằng 108, ok chưa ạ? Tiếp che lại O2 với O3, vậy O3 cộng O2 cũng bằng bao nhiêu ạ? Thẳng hàng này bằng 108. Rồi các bạn nhìn quan sát nè, 108 bằng 108, O2 bằng O2, vậy suy ra O1 bằng O3. Thì cũng tương tự, mình cũng chứng minh tương tự như vậy đối với cái O2 và O4. Thì nhìn vô đây, O2 với O3 bằng 108, O3 với lại O4 như thế nào ạ? O3, O4 cũng bằng 108. Rồi nhìn vô, 108, O3, vậy O2 bằng O4. Vậy nói nôm na, hai góc được gọi là hai góc gối đỉnh nếu thứ nhất thỏa mãn được, thứ nhất thỏa mãn là phải hai góc gối đỉnh và số đo của nó bằng nhau. Ví dụ như O1 30 độ thì O3 phải 30 độ. O này 150 độ thì O này phải 150 độ. Vậy tính chất của hai góc gối đỉnh là gì? Tính chất của hai góc gối đỉnh là hai góc gối đỉnh nó sẽ có số đo bằng nhau, hay còn gọi là hai góc bằng nhau các bạn. Đó, các bạn nhớ một điều này. Hai góc gối đỉnh thì có số đo bằng nhau, hoặc là hai góc đó bằng nhau nha các bạn. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chuyên mục toán lớp 7 nha. Các bạn có vướng mắc gì các bạn có thể comment, mình sẽ trả lời sau nha. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.